Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi lại rảnh cho nên là tiếp tục ra đây để mà tìm và giới thiệu cho các bạn cái cây thuốc. Và cây này trong cái clip hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đó chính là cây màng tang đấy các bạn. Cây màng tang. Và cái cây đó thì người dân địa phương chúng tôi và người dân tộc Dao chúng tôi ở địa phương ấy, nói riêng thì dùng cái cây màng tang này để mà làm cái gọi là làm bánh đấy các bạn, làm một cái gia vị để mà làm bánh. Nhưng mà các bạn biết đến cái đặc sản bánh chưng đen của người dân tộc Dao thì chắc chắn nó sẽ không thể thiếu được cái cây này. Và cây này ngoài cái gia vị để mà làm bánh ra thì nó còn dùng để làm thuốc rất tốt. Thì tôi đang loanh quanh tìm không thấy. Ngày trước tôi thấy có ở đây có một vài cây nhưng mà không thấy rồi, có thể là người ta chặt về làm bánh rồi. Mà nhắc một chút là về nếu mà làm bánh ấy, làm gia vị để mà làm bánh thì nó chúng ta sẽ lấy đưa về xem này, không biết cây này có phải không. Cây này không phải. Khi mà nhắc đến cây này không biết là cây gì mà nó xanh xanh nhỉ, vỏ nó xanh xanh. Cây màng tang là vỏ xanh các bạn, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta lấy cái này lấy vỏ này chúng ta ngửi thì nó rất là thơm đấy, ngửi nó cực kỳ thơm luôn. Tại vì cái mùi thơm đặc biệt của cây màng này cho nên là địa phương chúng tôi hay dùng cây này để mà làm bánh ấy. Nhưng mà cây này không phải. Nói một chút về cái việc làm bánh của người đồng bào chúng tôi ấy. Thì khi mà đến những cái ngày lễ, ngày Tết chúng tôi gói bánh chưng ấy, thì chúng tôi đi lên rừng. Chúng tôi lên rừng để mà lấy cây màng tang này về. Sau đấy là chúng tôi thái nhỏ ra. Thái nhỏ nó mới dễ cháy. Và cây này thì cây tươi nó cũng có thể nó cháy được. Đấy, thái nhỏ xong là chúng tôi đốt nó thành than nhé các bạn. Đấy, đốt thành than xong là giã mịn, giã nhỏ xong chúng ta hòa vào cái gạo ấy, hòa vào gạo nếp của chúng ta. Rồi là chúng ta lấy cái mẹt sàng qua những cái cạn đi, xong là nó sẽ tạo thành những cái hạt gạo. Nó rất đen, rất thơm khi mà chúng ta đây. Khi mà chúng ta gói bánh xong thì nó có mùi vị rất thơm đặc trưng của cây màng tang. Đấy, gọi là đấy là bánh chưng đen đấy. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói chủ yếu là nói về cái cây màng tang, tác dụng làm thuốc của cây này. Có thể là nhiều người biết. Tuy nhiên rằng chắc chắn đảm bảo là rất là nhiều người không biết đến cái cây màng tang này nó lại có tác dụng làm thuốc tốt như vậy. Đấy. Gió rất là to. Đây. Đấy. Tôi muốn giới thiệu mà gió nó. Đây các bạn thấy chưa? Đây. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu về cái cây của nó đã. Đây các bạn thấy là cây của nó màu đen. Màu xanh, tôi xin lỗi. Màu xanh như cái cây vừa nãy. Đây. Nhưng mà cây vừa nãy không phải. Cây này nó rất là thơm nha các bạn. Một đặc điểm của cây này, khi mà chúng ta cào cái lớp vỏ này ra chúng ta ngửi thì nó cực kỳ thơm. Đấy, cái đặc điểm nhận biết của cái cây màng tang này thì nó cao khoảng từ 5 đến 8 mét nhá. Đấy. Cái thân cây, tức là nó là một cây nhỡ, cao khoảng từ 5 đến 8 mét. Thân của nó là vỏ xanh. Đấy, có lỗ bì này này, các bạn này, các bạn thấy chưa? Và khi mà nó già thì nó lại có màu nâu xám. Cành của nó thì nhỏ. Đây các bạn, cành của nó nhỏ như này thôi. Đấy. Cành của nó nhỏ này. Và đặc biệt là cái lá của nó là mọc so le với nhau đây, các bạn. Đây các bạn có thể thấy là
cành của nó thì mọc so le, à lá của nó mọc so le nhau đây. Nó không phải là mọc đối xứng mà là mọc so le. Đấy. Đây. Cành của nó màu xanh đấy các bạn này. Rồi nhỏ. Cành nhỏ này, lá mọc so le này. Đấy là một số những cái mà tôi muốn các bạn biết về cây này. Rồi, à, tiếng dao của chúng tôi ấy, gọi cây này là cây tạ chấm đấy các bạn. Không biết là chỗ các bạn có gọi như vậy không? À, ở trong này không biết là có các bạn người dao nào xem không? Nhưng mà ở chỗ tôi, địa phương chúng tôi lại gọi là cây này là tạ chấm nhá. Đấy, cây này thì nó có rất là nhiều công dụng để mà chữa bệnh ấy. Rồi, khi mà chúng ta dùng thì chúng ta có thể dùng rễ này, rễ cắm xuống đất này, dùng thân này, dùng lá này, và đặc biệt là chúng ta có thể dùng khi hạt của nó, gọi là quả ấy, quả, nhưng mà bây giờ ở cây này thì nó chưa có. Đấy. Chúng ta cũng gọi là dùng hết các bộ phận của nó. Rồi, không nói luyên tha luyên thuyên nữa, bây giờ tôi sẽ đi vào vấn đề chính này. Cái cây màng tang này thì ngoài cái tác dụng làm gia vị cho cái gọi là bánh chưng đen của đồng bào dân tộc tôi ấy, thì chúng tôi hay dùng cây này để mà chữa cái ngoại cảm đau nhức đầu hoặc là bị đau dạ dày ấy, thì chúng tôi cũng có thể lấy cái này. Và cái thứ hai nữa, những cái trường hợp mà bị phong thấp, đau nhức xương, đau ngang thắt lưng ấy và đòn ngã tổn thương thì chúng tôi cũng có thể dùng cây này. Đấy, chúng tôi lấy cái cây màng tang các bạn để mà làm thuốc. Và một cái nữa, cái trường hợp mà đầy hơi ấy, đấy, những cái trường hợp mà đầy hơi thì chúng ta cũng lấy cái cây này, nó dùng làm thuốc rất là tốt này. Chúng ta lấy lá của nó hoặc là lấy cái hạt của nó sao rong giã xong là đun nước để mà uống, nó trị chứng đầy hơi rất là hiệu quả. Và ngoài ra thì nó còn có thể là chữa cái vấn đề mà như kiểu là kinh nguyệt không đều ấy, kinh nguyệt không đều của chị em phụ nữ, nó cũng rất tốt này. Và những cái trường hợp mà bị ăn uống không tiêu đấy, những cái trường hợp mà ăn uống không tiêu thì chúng ta cũng có thể lấy cái này. Chúng ta lấy quả của nó nhé các bạn, lấy quả của nó giã xong là sắc uống đấy, sắc uống thì nó cũng rất là hiệu quả. Đây các bạn. Và một cái nữa, những cái trường hợp mà chúng ta bị viêm vú nhá, viêm vú hoặc là đau ngực ấy, nói chung là chúng ta lấy cái này, lấy lá này, bị viêm vú cấp tính thì chúng ta lấy lá màng tang tươi này, chúng ta dầm trong cái nước vo gạo và dùng để mà đắp cái chỗ mà bị đau đấy. Một cái nữa, những cái trường hợp mà bị đau bụng kinh niên ấy, đầy hơi ỉa chảy thì đấy, như tôi vừa nói, chúng ta có thể lấy cái hạt của nó, lấy quả của nó ấy, cộng với cái rễ xuyên tiêu thì ở chỗ các bạn không biết có không, nhưng mà chỗ tôi thì cũng có khá là nhiều. Hôm nào tôi sẽ có riêng một cái bài thuốc về cây xuyên tiêu để cho các bạn xem. Đấy, hai vị chúng ta đem giã nhuyễn xong là thêm một chút rượu trắng, chúng ta trộn vào xong là đắp lên cái chỗ mà vết thương, hoặc là chúng ta có thể đun để mà uống. Đấy. Đây. Và một cái đặc biệt là cái cây màng tang này nhé các bạn, nó có thể là phòng trị muỗi và côn trùng cắn. Đấy, phòng trị muỗi và côn trùng rất tốt. Và một cái nữa, ở trong cái cây màng tang, tác dụng của cây này thì nó có thể là dùng để chữa cái việc phù chân đấy. Các bác hay bị phù chân thì chúng ta có thể dùng cái cây màng tang này nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta lấy lá của cây màng tang tươi này với lại cỏ gấu thì chắc hẳn là các bạn cũng biết rồi nhỉ. Lấy lá này, cỏ gấu này, đây với lại cành lá non, cộng với lại một ít cơm trái. Đấy, tất cả chúng ta đem giã nhuyễn xong là thêm vào một ít rượu. Đấy, chúng ta trộn vào
xong là chúng ta đắp lên cái chỗ bị phù thì nó cũng rất hiệu quả. Đây hôm nay gió thì rất là to. Tôi chỉ giới thiệu cho các bạn là về cái cây màng tăng như vậy thôi. Có thể là trong quá trình tôi giới thiệu nó hơi bị lắp bắp một tí thì các bạn cố gắng thông cảm. Đây. Đấy, các bạn thấy chưa, hôm nay gió to chưa? Gió rất là to. Rồi, đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến các bạn về cái cây màng tăng như thế này. Trong quá trình tôi thuyết minh thì nó sẽ không được hay. Thì mong tất cả các bạn ủng hộ và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để tôi hoàn thiện hơn về cái cách nói, cách thuyết trình của tôi, để ngày càng có nhiều người yêu mến tôi hơn nữa. Đấy, nếu mà các bạn thấy cái clip này ý nghĩa thì vui lòng like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Khi mà tôi ra cái clip nào mới mới thì các bạn là những cái người đón nhận đầu tiên. Và một cái đặc biệt tôi muốn các bạn ủng hộ tôi, đó chính là bằng việc là những cái mà tôi nói xong ấy thì có thể là nó còn thiếu rất là nhiều. Không phải là có thể mà chắc chắn là nó sẽ có thiếu rất nhiều. Tại vì là địa phương này, địa phương khác thì không thể là dùng chung một cái cây thuốc để mà chữa những cái bệnh này. Thì tôi dùng chữa bệnh này, các bạn dùng chữa bệnh khác. Thì tôi mong sao các bạn khi mà đọc được, khi mà xem được cái clip này rồi thì không chỉ là riêng cái clip này mà những cái clip khác nữa tôi làm ấy, thì mong sao các bạn biết những cái thông tin gì, chữa bệnh gì, thì tôi mong sao các bạn đóng góp ý kiến cho tôi bằng cách bình luận ở phía dưới để tôi đọc và tôi sẽ biết và tôi sẽ gom lại, tích góp lại để mà tạo thành những cái thông tin nó sẽ hoàn thiện hơn nữa cho tất cả mọi người cùng xem. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.